Mấy thứ này trông có vẻ không tệ. Đôi mắt to lấp lánh ánh vàng này nhìn rất cao quý. Nhưng mà thôi, mới vào cung thì phải khiêm tốn. Dù sao thì người nổi bật sẽ bị nhắm vào. Để mình nghĩ xem, mấy thứ hoa hòe lòe loẹt này chắc chắn sẽ không thể chọn. Sao lại cứ thấy sai sai ta? Nếu nhìn kỹ thì cũng có nét riêng. Cứ như vậy đi, tên thì là Cực Xinh Đẹp. Đến đây, xem Cực Xinh Đẹp ta làm bà hết hồn nè. Đuổi ta ra khỏi cung, bà chắc chắn đã ghen tị với ta.